giới hôm nay xin chào các bạn. Khi nhắc đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến một đất nước có cuộc sống phóng khoáng, phát triển, văn minh. Ngay cả việc bán kem cũng có cánh tay robot để thay họ làm việc. Bên cạnh đó, đời sống hàng ngày của họ cũng khiến bạn khó tin là sự thật. Và có lẽ bạn chỉ có thể thấy được điều đó khi đến Nhật. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá về những hình ảnh khó tin mà chỉ Nhật Bản mới có nhé. Tại Việt Nam, hình ảnh trên bao bì thường được đính kèm với câu nói hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, và sản phẩm so với hình mẫu thì thật sự khác một trời một vực. Tuy nhiên khi đến Nhật, bạn sẽ phải sửng sốt khi sản phẩm bên trong sẽ y hệt bao bì bên ngoài, thậm chí cả kích cỡ cũng không lệch đi đâu được. Thật ngạc nhiên, dù lũ ngập cả thành phố, thế nhưng dòng nước chảy qua lại vô cùng trong sạch, không bị vấy bẩn một chút nào. Bạn đã từng bóc hũ sữa chua hoàn hảo như thế này chưa? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Trong khi dân tình Việt Nam thì mở nó như một thành tựu, thì Nhật chả cần phải làm thế, bởi cái nắp hộp nào đâu có dính được miếng nào. Dù ở đâu có cháy thì ngôi làng cổ 200 tuổi này của Nhật cũng sẽ không bao giờ có đốm lửa, bởi lửa chưa kịp bùng đã bị hệ thống nước cao áp chữa cháy dập không bùng nổi. Một chậu nước cực kỳ thông minh của người Nhật. Nó được thiết kế cả nơi để điện thoại. Sau khi đặt vào, điện thoại sẽ được giấu đi trong 30 giây để bạn thoải mái rửa tay mà không sợ bị dính nước hay không có chỗ cất. Đến xứ sở anh đào, thay vì một tô mì nóng hổi thì họ lại lựa chọn ăn món mì trôi trên ống tre, vừa lạ mắt vừa thú vị. Hiện nay, các nhà hàng đa phần được nâng cấp lên thành ống kim loại, vừa sang vừa hợp vệ sinh hơn lúc trước. Phải nói người Nhật có một ý thức xếp hàng vô cùng cao. Trong sự kiện của Comiket, dù có hàng ngàn người kéo đến, nhưng ai ai cũng đều xếp hàng, di chuyển một cách rất trật tự đến mức khó tin. Ở một trường hợp khác, không có cạnh tranh giành khách ngồi taxi, cứ đến hàng nào thì xe hàng đó đến lượt. Dắt chó đi dạo là xưa rồi, thời này là phải dắt nhím đi dạo nó mới chắc chơi nhé.
Giờ có cho tiền, chắc hẳn nhiều bạn cũng chẳng nhảy xuống các mương thoát nước bởi độ dơ và ô nhiễm của nó. Nhưng Nhật Bản lại khiến thế giới khó tin với những con mương trong vách, cá lội tung tăng bên dưới. Thậm chí nhiều lúc, khung cảnh bên dưới còn đẹp hơn nhiều so với các hồ thủy sinh tiền tỷ. Sau khi được xe lớn nhường đường cho qua, bé học sinh đã cúi đầu rất lễ phép để cảm ơn những người tài xế. Một hành động tuyệt vời mà mọi đứa trẻ nên có. Trong những ngày nắng đổ lửa, không khoác áo thì hại da, mặc vào thì nóng không chịu được. Do đó mà người Nhật đã cho ra một mẫu áo kết hợp giữa áo khoác và quạt thổi. Thế này thì có khi đứng cả ngày ngoài trời cũng được. Không có cảnh vứt vali lung tung, một camera đã ghi lại hình ảnh một nhân viên sân bay đã dùng tấm đệm để đỡ những chiếc vali đang xuống, giúp nó đáp cánh nhẹ nhàng mà không hề có sức mẻ miếng nào. Trong suốt thế này thì ngồi vệ sinh làm sao? Đã thế còn ở công cộng? Đó là câu hỏi của rất nhiều người khi thấy các nhà vệ sinh lạ thường này. Thế nhưng bạn cứ yên tâm, chỉ có một thao tác chốt, các tấm kính sẽ chuyển từ trong sang đục, đảm bảo bạn có một không gian để giải tỏa bản thân thoải mái. Không cần phải cắn bịch tương, các pháp sư Nhật Bản đã tìm ra một phương pháp cực kỳ hữu ích, dễ dàng lấy tường chỉ trong một lần bẻ. Mọi thứ tiện lợi không kém khác, bạn có thể tìm thấy tại đây. Có thể làm những cây son môi này, chỉ cần bẻ phần đầu, phần son nước sẽ thấm vào đầu bông. Sau khi tô môi, chỉ cần vứt vào thùng rác là xong. Ở Nhật, có nhiều dụng cụ làm bánh đơn giản nhưng lại vô cùng tiện lợi và hiệu quả. Như dụng cụ làm bánh có tuổi đời này, chỉ cần xếp bột và cà nhẹ, bà cụ có thể tạo ra những viên bánh đều đặn thay vì ngồi xác tay và vào viên thủ công. Một hình ảnh thật đẹp, những đoàn xe tham gia lưu thông trên đường phố rất tuân thủ quy tắc. Không chỉ vậy, tại các đoạn giao nhau, họ cũng nối xen kẽ giữa các làn để tránh tình trạng kẹt xe tại các làn còn lại. Trong giờ cao điểm, các nhà ga tàu điện ở Nhật, số lượng người lên xuống rất đông. Nhưng trong số đó thì có người bận, có người không. Do đó mà khi đi thang máy, người Nhật sẽ chủ động đứng về phía bên trái, chừa lối đi bên phải cho những người đang vội có chỗ đi xuống. Thank you.
Một điều rất khác biệt trong các học sinh gom tại Nhật so với các nước khác chính là họ luôn bỏ thêm một xấp giấy gói bã vào trong các hộp kẹo. Không chỉ vậy, nếu bạn từng gặp khó khăn để lấy các viên kẹo ra, thì họ có luôn một hộp kẹo ma thuật, chỉ cần đổ kẹo vào. Khi muốn ăn chỉ cần nhấn, kẹo sẽ được đẩy lên mà bạn cũng không hì hục để lấy. Ngay cả con nai ở Nhật Bản muốn qua đường cũng chờ đợi xe dừng lại nhường đường. Khá kỳ lạ khi đây là một con vật hoang dã và chúng thường sẽ rất hoảng loạn và chạy trốn các phương tiện đi lại của con người. Trong khi con nai này lại khá ung dung như chuyện thường ngày. Bước vào các nhà hàng Nhật Bản, có lẽ bạn sẽ có cảm giác như đang ở tương lai, bởi tiếp đón bạn sẽ là những chú robot. Chúng sẽ giúp bạn order và bưng những món ăn của bạn đến. Thật là một sản phẩm thu hút tuyệt vời. And you can even play games while you wait. Once your food is ready, it'll be delivered to your table by a robot. Bạn nghĩ sao về những điều độc lạ ở Nhật Bản? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!